Alo, chào anh em, chào các bạn. Này, mời anh em xem. Này, chuẩn bị cho tôm ăn anh em. Này, cũng mình đang áp dụng nuôi ruồi lính đen nè, tôm ăn. Này, cũng tôm được 22 ngày rồi. Này, mượn bác quá cho ăn. Bà sợ, bà lấy chén, bà múc. Bà ghê. Ghê không, dập không. Này, phải bỏ thử. Ừ, ai cho ăn vậy đó, đâu có sao đâu. Ghê ghét gì. Hãy đi cuộn sách theo. Tiếp cử rồi mốt rồi bóc tay nha. Giỏi. Mới qua gặp nè anh em. Mới làm thử. Mới tập ăn à. Mới gặp nó, ta gặp mới nó cũng chưa ăn. Gần cuộn xong. 22 ngày tuổi rồi. Nó nhỏ anh em. Chưa quen rồi thì ăn giờ lâu lâu cũng như mình chen vô cỡ chịu này bỏ nhiều lắm ăn 2-3 ngày nó sẽ ăn mạnh. Đây làm thực tế nha anh em. Đây mà cho ăn mà hơi giỏi nước hơi lúc này hơi giật anh em ơi. Mấy ngày tuổi được không xua chồng bên kia ta làm đặt hơi mỏi quậy dữ lắm mày nè mới 22 ngày mà nó quậy nó còn quá trắng đẹp ăn ngày đầu 22 ngày mới cho ăn anh em, bữa giờ nó còn tạo rồi bạn bóc tay liền đã lắm hai nay quay với hai lên đài luôn ha lên sóng luôn bạn có thấy hình đâu trời cho ăn phải có người xách theo nữa đó mà tao dòm nó tôm dữ lắm rồi má ơi trời ơi. Rồi hết đi cho hết trong đó đi còn không mày nó lại hồi không hết à. Rồi để đi hồi con ấy nhá. Ừ, trùng này xuống nhà quá mà liền đâu có nổi đâu không ai. Nó đẩy bữa nay ống trùng rồi nó thấy nè. Nó già. Mai về lấy vô cái hơi trắng chút cho nó hơi non. Okay. Quá trời nước đã. Gió quá trời gió luôn mà bỏ như quạt bỏ vô đâu đi không ra gió quá không dám bóc tay mà ngày đầu mắc cỡ chứ sao mà liền cầm mầm ai cũng mới đầu tiên thấy con này là ai cũng giỏi hết sợ hãi đi quá ơi mé à quá trời gió quá trời mày sắp tết rồi mà gió gì sao được. Hãy subscribe cho kênh Trăng.
ổng nó chích ngang màu vàng vàng, tôm nó quậy mà nó ngang vẫn còn vàng. Chuyện này phải gắng cố gắng thành công anh em. Chỗ quá núp vào bên kia cho nó chuyện cho nó hơi trong trong chút. Mình thì cũng chia sẻ với anh em thì cũng mới kết hợp ngày hôm nay anh em. Tại vì tôm cũng bây giờ nó cũng còn tảo nên mình cũng không có sử dụng ấu trùng. Nay thì kết hợp. Không có ăn nó liền không nổi luôn. Thì cũng chia sẻ với anh em rồi cũng mong anh em ủng hộ. Tại vì mô hình mới mẻ anh em. Và trải nghiệm gặp này hồi nãy anh em gặp mới nó khiến nhát anh em cũng sẽ biết rồi đó, gặp mình không đặt, bây giờ còn lại trên bờ không à, không đặt, mai mới đầu sử dụng anh em thấy không, đụng thì mình ngắm luôn thấy không.